hôm nay đổi intro tí cho nó khác lại. Thật ra là cái đoạn intro vừa rồi nó cũng đã mô tả lại một trong những cái cảm xúc đầu tiên của mình khi mà mới tham gia bán hàng đa cấp. Và mình nghĩ rằng là nhiều người ngoài kia cũng sẽ giống như mình. Đôi khi chúng ta tham gia bán hàng đa cấp bởi vì là cái sự nể nang hoặc là cái sự tò mò muốn tham gia trải nghiệm thử một lần như thế nào. Và khi chúng ta đến với cái môi trường đa cấp đấy thì chúng ta cảm nhận thấy có một cái gì đó sai sai ở đây. Giống như kiểu các bạn bước vào một cái cửa hàng cắt tóc gọi là chuyên ăn được cắt nhưng mà khách bước ra toàn mấy thằng đầu cắt moi ấy. Cho bố cái địa chỉ. Mẹ mày nói ít thôi. Đấy, nó sai sai kiểu như vậy. Và sau một cái thời gian trải nghiệm với môi trường này, chúng ta đã biết là nó sai ở chỗ nào. Và video ngày hôm nay lại là một video chia sẻ kinh nghiệm, nghị luận xã hội các thứ của mình về mấy công ty đa cấp, về những cái vấn đề mình nghĩ rằng các bạn nên thử suy nghĩ trước khi tham gia một công ty đa cấp nào đấy. Hoặc đơn giản là hỏi thẳng cái người tuyển dụng bạn xem họ có trả lời những cái vấn đề này hay không. Thì vấn đề là gì thì bắt đầu thôi. Rồi, vấn đề đầu tiên, kiếm tiền bằng cách nào? Các cái công ty đa cấp này thì thường sẽ có rất nhiều các cái loại hoa hồng doanh số này, hoa hồng tuyển dụng này, hoa hồng xuân huấn này, đấy, rất nhiều loại hồng để trả cho các nhà phân phối của họ. Thế nhưng mà trong các công ty đa cấp thì thường sẽ chỉ có hai loại hoa hồng để kiếm tiền chính thôi. Cái loại thứ nhất là hoa hồng doanh số. Vậy thì hoa hồng doanh số là như thế nào? Hoa hồng doanh số là khi các bạn tạo ra được một cái hệ thống khách hàng sử dụng các loại hàng hóa của cái công ty đa cấp đấy và tạo ra được doanh số ấy, thì các bạn sẽ nhận được tiền từ doanh số mà bạn tạo ra. Thì đây là cái hình thức hoa hồng mà các công ty đa cấp chân chính muốn các thành viên của họ tập trung vào, bởi vì nó tạo ra hàng hóa, tạo ra giá trị thật, tạo ra tiền thật. Thế nhưng mà để mà tạo ra được cái hoa hồng doanh số này thì có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là hàng hóa nó có uy tín hay không, nó có tốt hay không. Nó phải tốt, nó phải uy tín thì mới bán được, đúng không? Thì mới tạo ra được doanh số, đúng không? Rồi chưa kể đến nữa là cái vòng đời của cái sản phẩm này nó ngắn hay là nó dài. Ví dụ với những cái sản phẩm đa cấp mà nó là nhu yếu phẩm kiểu dạng như là kem đánh răng, nước rửa bát, rồi mỹ phẩm các thứ bla bla bla, dùng vài tháng là hết thì ok, chúng ta có thể kiếm tiền được từ loại doanh số này. Cứ khoảng vài tháng thì khách hàng sẽ dùng hết và mua lại thì nó sẽ rất là đều và chúng ta sẽ có thu nhập đều đặn từ cái hoa hồng doanh số này. Thế nhưng mà với những cái sản phẩm mà có vòng đời lâu kiểu dạng như bây giờ chúng ta bán xe quay chẳng hạn, kiểu theo đa cấp ấy, 10 năm người ta mới đổi xe một lần ấy, thì trong 10 năm đấy chỉ có 1 năm là chúng ta ăn cơm thôi, còn lại là 9 năm là ăn chất thải về ăn phần đầu của cơ quan sinh dục nam ấy các bạn. Nói chung là nó không ổn cho lắm. Rồi thêm một vấn đề nữa là chúng ta phải biết là hàng hóa này là loại gì, loại hữu hình hay là vô hình. Hữu hình tức là loại vật lý chúng ta phải cầm nắm mang đi các thứ được, nhìn thấy nó được. Còn loại vô hình thì nó thường là các loại kiểu dạng như là bảo hiểm này, cơ hội đầu tư này, coi cùng các thứ, là những cái thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được, những thứ mà chúng ta chỉ có thể biết được là nó tồn tại như thế. Với cái loại sản phẩm hữu hình ý, thì nếu như nó là một loại sản phẩm tốt thật thì có thể nó sẽ tạo ra được doanh số cho chúng ta. Tuy nhiên nếu nó là một sản phẩm không tốt lắm thì đến một thời điểm khi mà công ty lộ ra là công ty lừa đảo ấy, thì ít ra chúng ta vẫn có cái sản phẩm ở đấy, chúng ta vẫn có thể gỡ gạc lại được một chút giá trị gì đấy cho bản thân. Còn với những cái sản phẩm vô hình như mình đã nói với các bạn ở trên ấy, thì đến cái thời điểm mà cái thằng giám đốc của công ty đa cấp đấy nó quyết định lộ ra nó là imposter ấy, thì tất cả biến mất, chúng ta sẽ không còn lại gì cả, không có chứng cứ, không có gì mang lại chúng ta hết, không gỡ gạc lại được một cái gì cả, mất sạch luôn. Và các sản phẩm vô hình này thì nó thường xuất hiện trong các công ty đa cấp biến tướng. Và nếu như các bạn để ý thì những công ty này sẽ không hướng các bạn tập trung vào việc bán hàng đâu, bởi vì hàng hóa có cái mẹ gì đâu mà bán, mà sẽ tập trung cho các bạn sang loại hoa hồng thứ hai để kiếm tiền, đó chính là quấn rô xỉ đấy ạ. Mà sẽ tập trung cho các bạn sang loại hoa hồng thứ hai để kiếm tiền, đó chính là hoa hồng tuyển dụng. Hoa hồng tuyển dụng là như thế nào? Tức là bạn là F0, bạn mời một người F1 và người F1 đấy bắt buộc phải bỏ ra một số tiền nhất định để mua một cái gói sản phẩm, mua một cái dịch vụ hay mua một cái gói du lịch bla 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 hay là cái gì đó. Và bạn sẽ được trích hoa hồng từ số tiền của F1 này bỏ ra. Rồi trước cái đấy là những cái người tuyển dụng ra chúng ta, rồi kể cả những người tuyển dụng ra những người tuyển dụng ra chúng ta ấy, họ cũng nhận được một phần hồng từ cái đống tiền của người F1 này. Vậy nên thì khi mà chúng ta tập trung vào cái hoa hồng tuyển dụng này ấy, thì nó có một cái điểm bất lợi là nó sẽ đội giá sản phẩm lên và làm cho những thành viên của công ty đa cấp đấy chỉ tập trung vào việc tuyển thêm người, bán đến những cái gói sản phẩm. Vậy thôi, nó không tạo ra được giá trị thật, nó không tạo ra được doanh số, nó không tạo ra được dòng tiền thật. Thế nên là những công ty đa cấp biến tướng chỉ cần khoảng 1-2 năm thôi là khi đã sập rồi, bởi vì là không còn người để tuyển nữa. Nhưng mà nói là không còn người để tuyển nữa thì cũng không hẳn, tại vì thế giới chúng ta có rất nhiều người, đúng không? Thậm chí ở Việt Nam nó có hơn 100 triệu dân rồi, làm gì công ty đa cấp nào đã có đến 100 triệu thành viên. Vậy thì chúng ta sẽ phải nói đến vấn đề thứ hai, tuyển người đến bao giờ? Bây giờ nhá, mình sẽ cho các bạn vào một cái trường hợp này, dễ vãi đái luôn, dễ cực, chắc chắn là làm được. Bây giờ bạn là F0,
Trong tháng đầu tiên bạn chỉ cần tuyển ra 2 người, rồi tất cả những tháng sau bạn không cần phải tuyển người nữa, bạn chỉ cần đi hỗ trợ những người phía dưới họ tuyển người thôi. Thật ra cái đấy dễ mà đúng không? Bởi vì một tháng chỉ tuyển ra có 2 người thôi, tức là trong vòng 15 ngày chúng ta tuyển được 1 người, nhờ bạn bè, nhờ người thân ký tạm vào là cũng có thể tuyển được. Nên là rất là dễ và hoàn toàn có thể làm được. Vậy thì kết thúc tháng đầu tiên, các bạn sẽ có 2 người ở phía dưới. Tiếp theo tháng thứ 2, 2 người đấy lại tuyển ra 2 người nữa, chúng ta sẽ có 4 người. Tháng thứ 3 chúng ta sẽ có 8 người, tháng thứ 4 có thêm 16 người và tháng 5 có thêm 32 người, bla bla bla, cứ thế. Thật ra cái này nó rất là khả thi bởi vì mỗi tháng chúng ta chỉ cần tìm ra 2 người thôi và không cần phải mua bán, không cần phải bảo là mua bán cái gì đâu nhá, chỉ cần tham gia ký thẻ vào hệ thống miễn phí nhá. Mỗi tháng 2 người là quá dễ dàng. Rồi ok, với trường hợp dễ như vậy thì liệu nó có thể kéo dài được trong vòng bao lâu? Vậy thì theo như tính toán của bản thân mình ý, thì đến tháng thứ 25 bạn sẽ tuyển được một số người là bằng 2/3 dân số của Việt Nam. Tuy nhiên chỉ đến tháng thứ 26 thôi ấy là bạn sẽ phải tuyển sang cả Lào, Campuchia và thậm chí là tuyển cả mấy thằng Trung Quốc để vượt biên sang Việt Nam để làm việc trái phép. Đấy, bạn phải tuyển cả những người đấy nữa. Bởi vì lúc này tổng thành viên trong cái hệ thống của các bạn đã lên đến hơn 100 triệu người rồi, 130 mấy triệu người rồi. Và một điều kỳ diệu hơn nữa là chỉ sau khoảng nửa năm từ cái lúc mà bạn tuyển được cả nước Việt Nam ấy thì bạn sẽ tuyển được cả thế giới với cái số lượng người trong hệ thống của các bạn sẽ là khoảng hơn 8 tỷ người. Vãi cả l... Cái này là mình đã có tính toán rồi, không phải bịa ra đâu. Tất nhiên đấy chỉ là giả định thôi. Tuy nhiên các bạn có thể thấy rằng là giả định nó dễ như thế, nó còn không thành hiện thực được, chứ đừng nói là thực tế ngoài kia nó khó khăn như thế nào. Tuyển 5 người, tuyển 10 người đâu phải là chuyện đơn giản, đúng không? Thế nên mình mới nói rằng là các công ty đa cấp chân chính thì hay tập trung vào hoa hồng doanh thu. Bởi vì nếu như có một ngày mà hệ thống chúng ta vẫn giữ nguyên cái số người đấy, tuy nhiên thì tất cả những khách hàng ở trong hệ thống đều sử dụng sản phẩm, tức là mỗi tháng đều ra được doanh thu, thì ít ra chúng ta còn có tiền. Còn với những cái công ty đa cấp của biến tướng ấy, chỉ có tập trung vào cái chuyện mà tuyển người ấy, thì sẽ đến một lúc nào đấy không còn người để tuyển nữa, tức là không còn tiền vào hệ thống nữa. Và như vậy tất cả mọi thứ sẽ sập. Kiểu gì? Đấy, tuyển người thì cũng chỉ tuyển được một giới hạn nhất định thôi. Thế nhưng mà có một cái câu chuyện quan trọng hơn nữa là cái việc chia tiền ở trong hệ thống như thế nào. Cái ông ở trên được bao nhiêu, cái ông ở dưới được bao nhiêu. Và đó chính là vấn đề thứ ba: chia tiền có chuẩn tính anh em hay không? Bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau lên một cái trang web, nó có tên là businessforhome.org. Thì đây là một cái trang web chuyên tổng hợp những cái tin tức, chuyên tổng hợp những cái thông số liên quan đến ngành nghề đa cấp ở trên toàn thế giới. Và các bạn hãy search cho mình một cái công ty, nó có tên là Success Factory. Các bạn không cần biết quan tâm công ty này là gì đâu, cứ search thì là được. Và khi mà các bạn đến được cái trang mà những cái thông tin liên quan đến công ty này thì chúng ta có thể nhìn thấy được là năm 2019 ấy, thì công ty này có doanh thu là 320 triệu đô la và đã chi ra 128 triệu, tức là khoảng 40% để trả hoa hồng cho các nhà phân phối. Thật ra nhìn vào những con số này thì chúng ta vẫn chưa thấy có vấn đề gì lắm. Công ty thì cũng là người sản xuất ra sản phẩm, là người đứng ra bảo lãnh cho chúng ta về vấn đề kiểu pháp luật các thứ, thuế má. Thì họ nhận được 60% là một cái điều có lẽ là dễ hiểu. Tuy nhiên vấn đề nó chỉ bắt đầu xuất hiện khi mà chúng ta xem sang cái bảng top earners, hay là bảng xếp hạng những cái người có thu nhập cao ở trong cái ngành đa cấp này. Chúng ta hãy nhìn vào vị trí thứ nhất, có 2 người và cả 2 người này đều trực thuộc công ty Success Factory. Và thêm một cái nữa là trên trang web của Success Factory ý, thì họ có công bố rằng là hiện tại đã có hơn 500.000 thành viên trong hệ thống đa cấp của họ. Bây giờ cũng làm phép tính một chút nhé. 2 người trên 500.000 người, tức là 0,004% số thành viên hưởng được cái số tiền hoa hồng là 32 trên 128 triệu đô, tức là khoảng 25% tổng số tiền. Như vậy 99,9996% những thành viên còn lại phải chia nhau số tiền 75%. Các bạn nhìn thấy cái sự vô lý ở đấy chưa? Vô lý vậy. Đây chính là cái vấn đề hay xảy ra ở những công ty đa cấp biến tướng, đặc biệt là những công ty chỉ tập trung vào vấn đề tuyển dụng thôi. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta tuyển dụng thì như mình đã nói, một phần hoa hồng sẽ được chia cho rất nhiều người. Thế nên là sẽ không còn đồng nào cả để chia cho những người gấp dưới. Vậy nên chúng ta sẽ xảy ra một cái hiện tượng là những người top trên, những người đứng chóp bu ấy, đứng đầu ấy, thì sẽ nhận được rất nhiều tiền. Và những cái người ở phía dưới thì đều đồng nào để chia nhau cả. Đấy, các bạn nhìn vào ví dụ của Success Factory là các bạn nhìn ra luôn, 128 triệu tiền hồng được chi ra mà hai ông đầu tiên cầm con mất 32 triệu rồi. Thế là một sự vô lý đúng không? Thế nên là những cái công ty đa cấp biến tướng ấy, khi mà họ nói về những cái vấn đề như kiểu dạng như là cơ hội trở thành giàu có ấy, thực ra là có thật, đấy là những cái ông ở đầu thôi. Còn những cái ông ở dưới ấy, khi mà tham gia ấy, thì mục đích cuối cùng chỉ là để bù lỗ cho mấy cái ông ở trên đầu.
Và đó là ba vấn đề mình muốn các bạn cân nhắc rất kỹ trước khi tham gia vào bất kỳ công ty đa cấp nào. Thực tế ra thì mình sẽ không nói với các bạn rằng là chúng ta không nên đi làm đa cấp, bởi vì đa cấp ở Việt Nam vẫn hợp pháp, và mình qua video này cũng không muốn đá vào bát cơm của những người đã làm đa cấp thành công. Tất nhiên là làm theo một cách chân chính. Họ cũng đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng nên một hệ thống khách hàng sử dụng hàng hóa, và đến bây giờ thì họ có doanh thu từ những cái việc làm của họ trong thời gian trước đây. Mình nghĩ đó là một điều hợp lý. Tuy nhiên còn với những công ty đa cấp biến tướng mà chỉ có tập trung vào tuyển người ấy, khả năng cao sẽ sập đấy các bạn. Thế nên là mình sẽ có 3 lời khuyên cho các bạn từ 3 vấn đề này. Thứ nhất, hãy tránh xa những công ty có sản phẩm vô hình kiểu dạng như là đào coi hay là cơ hội đầu tư, bởi vì rủi ro nó sẽ rất là cao. Thứ hai là không tham gia những công ty chỉ tập trung nói về tiền và tuyển dụng, không tập trung nói một tí gì về sản phẩm cả. Và thứ ba là cái gì nhỉ? Cái bản chất của đa cấp này theo như mình nghĩ nó không xấu, bởi vì nó xuất phát từ một cái hành động rất tự nhiên của chúng ta. Đấy là hành động giới thiệu sản phẩm tốt cho người khác. Kiểu dạng như là nếu mà bạn bè mà hỏi mình là mua điện thoại gì ngon, mua laptop gì ngon, thì mình sẽ chỉ cho bạn bè của mình những cái thứ mà mình đã được sử dụng và mình cảm thấy nó ok. Mặc dù những cái hãng công nghệ đấy sẽ không trả cho mình thêm tiền hoa hồng, mặc dù là mình đã giới thiệu khách mới cho họ. Đa cấp thì khác, khi bạn giới thiệu khách mới thì họ sẽ trả phần tiền hoa hồng cho bạn. Vậy thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện đa cấp này dưới góc độ kinh doanh ý, thì lúc đấy nó sẽ là cái sự chủ động đi giới thiệu, chủ động nói tốt về sản phẩm, rồi phải có những cái chiến lược, phải có những cái này cái kia bài bản, đôi khi là mưu mẹo, dẫn đến cái việc chia sẻ này nó bị méo mó. Được của nó luôn. Cái sự chia sẻ đối với cá nhân mình nó chỉ tốt khi mà nó thực sự chỉ là để chia sẻ thôi và không mong nhận lại bất kỳ một cái gì cả. Giống như chiến dịch Care and Share của Kumet. Đây là một chiến dịch từ thiện của nhãn hàng này, và nếu như các bạn mua những cái sản phẩm trong chiến dịch Care and Share thì 10% doanh thu từ những sản phẩm này sẽ được gửi vào những cái quỹ từ thiện dành cho trẻ em. Và cá nhân mình cũng sẽ tặng lại Kumet cái tiền quảng cáo trong video này, cũng sẽ được gửi vào những cái quỹ từ thiện đó. Mình muốn làm một việc chia sẻ, mình không muốn tự vả vào mồm mình trong video hôm nay. Chỉ đơn giản là lên chửi mấy ông đa cấp để kiếm tiền. Không, mình không muốn làm chuyện đó. Mình muốn chia sẻ thực sự. Đấy, nếu như bạn nào muốn chia sẻ giống như mình thì hãy check qua đường link dẫn đến những cái sản phẩm Care and Share của Kumet, mình sẽ để ngay phía bên dưới. Nếu có điều kiện thì hãy ủng hộ cho họ nhé. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.